Lịch sử ra đời của game PUBG China PUBG do PUBG Corporation, một chi nhánh của công ty phát triển game Bluehole, có trụ sở chính được đặt tại thành phố Seoul, Hàn Quốc thiết kế, phát triển và phát hành. Trò chơi này dựa trên các bản mốt trước đó đã được Brendan Brennan Green, nhà thiết kế trò chơi điện tử người Ireland, phát triển cho các trò chơi khác bằng cách lấy cảm hứng từ một bộ phim được ra mắt vào năm 2000 mang tên Battle Royale và sau đó mở rộng thành một trò chơi độc lập dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của chính Green cùng với nhà sản xuất phát triển game người Hàn Quốc Trang Han Kim CEO của PUBG Corporation. Trong trò chơi, sẽ có tối đa 100 người chơi, bao gồm cả bot play, những người chơi ảo được điều khiển tự động bởi trí tuệ nhân tạo, sẽ nhảy dù xuống một hòn đảo lớn. Người chơi sau đó phải nhanh chóng nhặt đồ dùng, vũ khí, phương tiện di chuyển và các trang thiết bị cần thiết để có thể sinh tồn, kết hợp với việc tiêu diệt những người chơi khác và tránh bị người khác giết. Khu vực an toàn sẵn có của bản đồ trò chơi nhỏ dần theo thời gian, đẩy những người chơi còn lại vào những khu vực hẹp hơn để ép buộc họ phải động độ với nhau. Người chơi cuối cùng hoặc đội 4 thành viên sống sót cuối cùng sẽ giành được chiến thắng. Phiên bản truy cập sớm cho hệ điều hành Microsoft Windows trên Steam được phát hành vào tháng 3 năm 2017 và bản đầy đủ được phát hành vào 20 tháng 12 năm 2017. Cũng trong tháng 12, trò chơi đã được Microsoft Studios phát hành cho Xbox One qua chương trình Xbox Game Preview. Đến đầu năm 2018, phiên bản Steam đã bán được hơn 30 triệu bản và có số người chơi đồng thời cao nhất trên 3 triệu, khiến cho PUBG trở thành trò chơi được chơi nhiều nhất trên Steam trong khi phiên bản Xbox One đã bán được hơn 4 triệu bản. Trò chơi cũng được bản địa hóa và được Tencent Game phát hành ở Trung Quốc, bao gồm hai phiên bản cho thiết bị di động khác nhau dành riêng cho quốc gia này là PUBG Mobile tỉ mỉ và PUBG Mobile Last Speed and quan tâm. Sau đó, vào tháng 3 năm 2018, Tencent Game và PUBG Corp đã kết hợp để cho ra mắt chính thức PUBG Mobile Last Speed and quan tâm phiên bản quốc tế, gọi tắt là PUBG Mobile, với 5 loại máy chủ là Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Caribbean trên GP. Hàn Quốc, Nhật Bản. Tiếp đó, ngày 26 tháng 11 năm 2018, PUBG Mobile phiên bản Việt Nam chính thức phát hành trên các dòng máy thực hệ điều hành iOS bởi VNG dưới sự hợp tác của VNG, Tencent game và PUBG Corp, Bluehole và đến ngày 27 thì ra bản cho Android. Tuy dành riêng cho thị trường Việt Nam nhưng bản này vẫn kết nối với máy chủ quốc tế. PUBG nhận được nhiều nhận xét tích cực từ các nhà phê bình trong cả giai đoạn Early Access và cả phiên bản phát hành cuối cùng. Những người đánh giá thấy rằng mặc dù trò chơi vẫn chưa hoàn thành và có một số sai sót về mặt kỹ thuật. Nhưng PUBG đã đưa ra những kiểu chơi trò chơi mới mà người chơi ở mọi trình độ có thể dễ dàng tiếp cận và có thể muốn chơi lại. Trò chơi nhận được một số đề cử cho hạng mục game của năm và các giải thưởng lớn nhỏ khác trong năm 2017 và được xem là trò chơi định hình của thể loại chiến đấu sinh tồn, một số trò chơi video khác sau thành công của PUBG đã thêm vào các chế độ chiến đấu hoàng gia, trong khi một số bản sao, chủ yếu ở Trung Quốc, cũng xuất hiện. Tổng công ty PUBG đã tổ chức một số giải đấu nhỏ và giới thiệu các công cụ trong trò chơi để giúp phát sóng trực tiếp trò chơi cho khán giả xem. Vì họ muốn trò chơi này trở thành một môn thể thao điện tử phổ biến, tuy nhiên, trò chơi cũng đã bị cấm ở một số quốc gia vì bị cho là có hại, bạo lực và gây nghiện cho người chơi trẻ tuổi. Cách chơi PUBG, Battlegrounds là một trò chơi hành động trong đó tối đa 100 người chơi chiến đấu trong một trận chiến sinh tồn, một loại trò chơi sinh tồn có quy mô lớn, nơi mà người chơi phải sinh tồn trước 99 người còn lại để trở thành người sống sót cuối cùng. Người chơi có thể chọn để chơi solo hoặc tham gia một nhóm nhỏ tối đa 4 người. Trong cả hai trường hợp, người cuối cùng hoặc đội cuối cùng còn lại sẽ thắng trận đấu. Mỗi trận đấu bắt đầu với hàng loạt người chơi nhảy dù từ máy bay xuống khu vực bản đồ có diện tích khoảng 8x8 8 km, 5,0 mi 5,0 mi. Đường bay của máy bay trên bản đồ thay đổi theo từng vòng đấu. Yêu cầu người chơi nhanh chóng xác định thời điểm tốt nhất để nhảy dù xuống mặt đất. Người chơi bắt đầu trò chơi mà không có thiết bị nào ngoại trừ việc lựa chọn quần áo, vốn không ảnh hưởng đến lối chơi. Một khi tiếp đất, người chơi có thể tìm kiếm các tòa nhà và các địa điểm khác để tìm kiếm vũ khí, xe cộ, áo giáp, quần áo và các thiết bị khác các vật phẩm này được phân bố theo chương trình trên bản đồ ở đầu trận đấu với các khu vực có nguy cơ cao nhất thường có thiết bị tốt hơn giết một người chơi cho phép người bắn lấy toàn bộ vật phẩm trên người chơi bị giết người chơi có thể lựa chọn chơi theo góc nhìn thứ nhất hoặc thứ ba mỗi góc nhìn đều có lợi thế và bất lợi riêng trong chiến đấu và nhận thức tình huống mặc dù các cài đặt máy chủ cụ thể có thể được áp dụng để buộc tất cả người chơi sử dụng chung một góc nhìn để loại bỏ một số lợi thế cứ vài phút một lần khu vực có thể chơi được của bản đồ bắt đầu bị thu hẹp về một vị trí ngẫu nhiên với bất kỳ người chơi nào đang ở ngoài khu vực an toàn sẽ bị mất máu tăng dần và cuối cùng sẽ bị loại khỏi trò chơi nếu người chơi không kịp chạy tới khu vực an toàn kịp thời gian quy định. Trong trò chơi, người chơi nhìn thấy ranh giới như một bức tường màu xanh lấp lánh nhỏ dần theo thời gian. Điều này khiến khu vực chơi nhỏ dần và ép buộc người chơi phải đụng độ với nhau. Trong quá trình của trận đấu, các vùng ngẫu nhiên của bản đồ được đánh dấu màu đỏ và bị đánh bom, gây ra mối đe dọa cho người chơi ở trong khu vực đó. Trong cả hai trường hợp, người chơi được cảnh báo vài phút trước khi những sự kiện này xảy ra, cho họ có thời gian di chuyển đến nơi an toàn. Một cách ngẫu nhiên, một chiếc máy bay sẽ bay qua nhiều phần khác nhau của bản đồ còn có thể chơi được và thả một gói đồ phần thưởng, chứa đựng những đồ vật thông thường không thể có được trong quá trình chơi game bình thường. Những gói đồ này phát ra khói đỏ rất rõ ràng, thu hút người chơi quan tâm ở gần nó và tạo ra thêm nhiều cuộc đụng độ. Trung bình, một lượt chơi chỉ kéo dài không quá 30 phút. Khi hoàn thành mỗi vòng đấu, người chơi sẽ kiếm được tiền trong trò chơi dựa trên thời gian họ sống sót bao lâu, có bao nhiêu người chơi khác đã bị họ giết và họ đã tạo ra bao nhiêu sát thương cho những người chơi khác tiền tệ được sử dụng để mua các thùng chứa gồm các đồ để tùy biến nhân vật